Ăn chay theo đạo phát mẻ của Thủy Tiên là một Phật tử ăn chay trường. Vì vậy, từ nhỏ cô đã quen với việc ăn chay vào một số ngày trong tháng. Tiệc cưới của Thủy Tiên và Công Vinh tổ chức cũng là tiệc chay. Thủy Tiên cũng thổ lộ khi lên kế hoạch mang thai bé bánh gạo. Cô và Công Vinh đều ăn chay, làm việc thiện để cầu phúc cho bé. Hiện tại, dù lịch làm việc không cho phép ăn chay trường, cô vẫn cố gắng giữ một thực đơn điều độ với một số ngày không ăn thịt, cá trong tháng. Trong một tuần kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp nạn, Thủy Tiên đã nhận hơn 100 tỷ của những nhà hảo tâm. Hy vọng sẽ có được nhiều người như Thủy Tiên ạ. Của ít làm nhiều, không quan trọng nhiều ít, miễn sao làm hết khả năng của mình là được. Nam Mô A Di Đà Phật. Giáo luôn đồng cam cộng khổ với dân ngay cả lúc khó khăn, và đồng bào gặp hoạn nạn vì trang sử Phật cũng là trang sử viện. Lòng từ bi của Đức Phật hơn 2.600 năm qua đã sẻ chia qua các đệ tử của Ngài. Những người con Phật luôn làm chỉ địa Bồ Tát, luôn làm cứu khổ, cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát để cứu giúp tha nhân lúc hoạn nạn. Trong những ngày qua, toàn thể quý chư Tăng Ni và Phật từ Việt Nam trong và ngoài nước đã cùng nhân dân cả nước hướng về miền Trung để lần lượt cứu trợ đồng bào miền Trung đang ngoằn mình gánh chịu thiên tai lũ lụt. Trong đó có ca sĩ Thủy Tiên và cầu thủ Công Vinh, đều là những Phật tử thuần thành. Những người con Phật được nuôi dưỡng trên nền tảng đạo đức Phật giáo. Trong tứ trọng ân của Phật giáo có ân đồng bào, nhất là khi đồng bào mình gặp hoạn nạn thì đâu thể ngồi yên được mà phải làm một điều gì đó để cứu giúp đồng bào mình lúc hoạn nạn lâm nguy. Tất cả những sự tỏa sáng, thì tỏa sáng TRONG tâm hồn là tỏa sáng sống mãi với thời gian mà Thủy Tiên đang đi trên con đường ấy. Cảm ơn Thủy Tiên, một trong những đại sứ của những người con Phật với tấm lòng Bồ Tát được sự tin yêu của cả cộng đồng trong sứ mệnh cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Hoan hỉ và lành thay.